Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật những vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Cổng thông tin điện tử Bộ Công an vừa thông tin việc khởi tố bắt tạm giam đối với ông Lưu Bình Nhưỡng. Cụ thể, theo Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Lưu Bình Nhưỡng, 60 tuổi, ngụ quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội để điều tra về tội cưỡng đoạt tài sản. Các quyết định khởi tố, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc của ông Lưu Bình Nhưỡng đã được Viện Kiểm sát tỉnh Thái Bình phê chuẩn. Theo cổng thông tin điện tử Bộ Công an, việc khởi tố bắt tạm giam ông Lưu Bình Nhưỡng là kết quả điều tra mở rộng vụ án Phạm Minh Cường, 37 tuổi, thường được gọi là Cường Quát, là đối tượng hình sự có 3 tiền án, ngụ xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình về tội cưỡng đoạt tài sản. Cổng thông tin điện tử Bộ Công an cho biết, hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án theo quy định. Liên quan đối tượng Phạm Minh Cường, Công an tỉnh cho biết, ngày mùng 10 tháng 5, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Phạm Minh Cường về tội cưỡng đoạt tài sản. Các quyết định trên đã được viện kiểm sát tỉnh phê chuẩn. Trước đó, khi biết một số doanh nghiệp được Ủy ban Nhân dân tỉnh cấp phép khai thác cát tại mỏ cát ven biển xã Thụy Trường, huyện Thái Thụy, Phạm Minh Cường và đồng bọn đã tự ý xác lập quyền sử dụng trái phép các bãi chiều để sử dụng làm phương tiện gây sức ép, buộc các doanh nghiệp phải miễn cưỡng trả tiền theo khối lượng cát khai thác được hoặc bán lại một phần cho Cường với giá rẻ hơn giá thị trường. Với thủ đoạn trên, từ năm 2020 đến năm 2022, Tổng số tiền mà Cường và đồng bọn chiếm đoạt được của các doanh nghiệp lên đến hàng tỷ đồng. Theo công an tỉnh, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, bị can đã chiếm đoạt số tiền lớn gây bức xúc trong nhân dân, xâm phạm đến quyền lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp và ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường đầu tư của tỉnh. Hiện công an tỉnh đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, đặc biệt tập trung làm rõ các đối tượng có hành vi tiếp tay giúp sức cho bị can thực hiện hành vi phạm tội để xử lý triệt để theo quy định. Liên quan đến đối tượng Cường Quát, ngày 17 tháng 5 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Cường Quát về tội cưỡng đoạt tài sản quy định tại Điều 170 Bộ Luật Hình sự. Theo cơ quan điều tra, khi biết một số doanh nghiệp được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình cấp phép khai thác cát tại mỏ cát ven biển xã Thụy Trường, huyện Thái Thụy, Phạm Minh Cường và đồng bọn đã tự ý xác lập quyền sử dụng trái phép các bãi chiều để sử dụng làm phương tiện gây sức ép, buộc các doanh nghiệp phải miễn cưỡng trả tiền theo khối lượng cát khai thác được hoặc bán lại một phần cho Cường với giá rẻ hơn giá thị trường. Với thủ đoạn trên, từ năm 2020 đến năm 2022, tổng số tiền mà Cường và đồng bọn chiếm đoạt được của các doanh nghiệp lên đến hàng tỷ đồng. Công an tỉnh Thái Bình cho biết, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, bị can đã chiếm đoạt số tiền lớn gây bức xúc cho nhân dân, xâm phạm đến quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp và ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường đầu tư của tỉnh. Công an tỉnh Thái Bình đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, đặc biệt tập trung làm rõ các đối tượng có hành vi tiếp tay, giúp sức cho bị can thực hiện hành vi phạm tội để xử lý triệt đề theo quy định của pháp luật. Trước vụ án này, Cường Quát cũng đã bị khởi tố, bắt vì tội gây dối trật tự công cộng ở Thái Bình vào năm 2022. Cụ thể, ngày 29 tháng 4 năm 2022, thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình, khoảng 19 giờ ngày 25 tháng 4 năm 2022, tại quán ăn nhà anh NTL ở thôn Chi Chỉ Nam, xã Thụy Trường, huyện Thái Thụy, Cường Quất sinh năm 1986 ở thôn Xuân Bàng, xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy, cùng Hoàng Gia Vương sinh năm 2002 trú tại thôn Bảy, xã Thiên Hương, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng và một số người khác ngồi uống rượu. Trong quá trình ăn uống, Vương và Nguyễn Thành Công sinh năm 1999 ở thôn Minh Vũ, xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy, Thái Bình xảy ra mâu thuẫn dẫn đến Cường, Vương xô sát với Công và nhóm người cùng phe với Công. Hậu quả, Vương bị thương phải cấp cứu ở Bệnh viện Việt Đức. Ngay khi xảy ra vụ việc, Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an huyện Thái Thụy phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Sắc Minh điều tra làm rõ vụ việc. Căn cứ kết quả điều tra, ngày 28 tháng 4 năm 2022, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, cố ý gây thương tích, gây dối trật tự công cộng, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam 5 đối tượng để điều tra về hành vi gây dối trật tự công cộng. Theo khoản 2, điều 318 Bộ luật hình sự gồm Phạm Minh Cường, Nguyễn Tiến Thành, sinh năm 2002, trú tại thôn Vạn Xuân Đông, Nguyễn Thái An, sinh năm 2002, trú tại thôn Phấn Vũ Nam, Nguyễn Thành Long, sinh năm 2001, trú tại thôn Minh Vũ, Nguyễn Thành Công, sinh năm 1999, trú tại thôn Minh Vũ, đều ở cùng xã Thủy Xuân, huyện Thái Thụy, Thái Bình. Tuy nhiên, bốn bị can Long, Công, An, Thành đều vắng mặt tại địa phương. Cùng ngày, cơ quan cảnh sát điều tra đã ra lệnh khám xét chỗ ở tại xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy đối với Nguyễn Thành Long, Nguyễn Thành Công, Nguyễn Thái An, Nguyễn Tiến Thành. Khám xét chỗ ở nơi làm việc của Phạm Minh Cường tại xã Thụy Xuân và xã Tân An, huyện Thái Thụy. Nói tới giang hồ cường quát, nếu chỉ đơn thuần là ẩu đả gây thương tích hay cưỡng đoạt tài sản, thì chỉ xếp vào hạng giang hồ tép diêu ở Thái Bình. Lý do Cường Quát được xếp ngang hàng với giang hồ Nguyễn Xuân Đường tức Đường Nhuệ hay Nguyễn Văn Bình thường gọi là Bình Vổ, theo nhiều người dân ở Thái Bình là do máu liều, sự ly lợm không sợ chết của Cường Quát gắn với dây thoại, dùng dao đấu lại súng xảy ra vào tháng 7 năm 2013. Sau khi nạn ngao tạc được dẹp, khu vực Bãi Triều huyện Thái Thụy xuất hiện một số đối tượng công nhiên xác lập quyền sử dụng trái phép các bãi triều để phục vụ cho hoạt động tội phạm sau này. Cụ thể, nắm được khu vực bãi chiều huyện Thái Thụy sẽ quy hoạch cấp phép cho doanh nghiệp khai thác cát. Một số đối tượng đã đón đầu, tự ý xác lập quyền sử dụng trái phép các bãi chiều, sau đó gây sức ép với các doanh nghiệp được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình cấp phép khai thác cát để cưỡng đoạt tài sản. Qua công tác nắm địa bàn, Công an tỉnh Thái Bình phát hiện cương quát có biểu hiện móc nối với một số người có tiền án tiền sự tại huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng và tỉnh Hưng Yên để thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật như bảo kê hoạt động khai thác và cung cấp cát biển hành hung người khác, gây dối trật tự công cộng tại nhiều địa phương thuộc tỉnh Thái Bình. Chiều ngày 29 tháng 4 năm 2022, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án cố ý gây thương tích, gây dối trật tự công cộng, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam 5 người trong băng nhóm do Cường Quát cầm đầu để điều tra về hành vi gây dối trật tự công cộng, theo khoản 2, điều 318 Bộ Luật Hình sự. Quá trình mở rộng điều tra vụ án, ngày 17 tháng 5 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thái Bình khởi tố cường quát về tội cưỡng đoạt tài sản. Theo tài liệu điều tra, khi biết thông tin một số doanh nghiệp được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình cấp phép khai thác cát tại mỏ cát ven biển xã Thụy Trường, huyện Thái Thụy, Phạm Minh Cường cùng đồng bọn đã tự ý xác lập quyền sử dụng trái phép các bãi chiều nhằm gây sức ép buộc các doanh nghiệp phải trả tiền theo khối lượng cát khai thác được, hoặc bán lại một phần cho Cường với giá rẻ hơn giá thị trường với thủ đoạn trên từ năm 2020 đến năm 2022 tổng số tiền mà cường quát và đồng bọn chiếm đoạt được của các doanh nghiệp lên đến hàng tỷ đồng ngoài ra ở địa phương gia đình cường quát còn có tiếng là không chấp hành tốt các quy định của pháp luật về đất đai theo phản ánh của người dân ông phạm minh duyên bố cường quát đã có hành vi vi phạm đất đai ở trên địa bàn như tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp lấn chiếm xây dựng công trình trên đất an toàn hành lang giao thông sau khi phát hiện ra vi phạm chính quyền địa phương đã lập biên bản yêu cầu ông Phạm Minh Duyên phải tự tháo rỡ công trình vi phạm. Tuy nhiên, gia đình ông Phạm Minh Duyên đã không chấp hành nên Ủy ban nhân dân huyện Thái Thụy đã tiến hành cưỡng chế tháo rỡ. Theo nguồn tin, Ủy ban nhân dân huyện Thái Thụy đã tiến hành cưỡng chế tại khu đất thuộc xứ Đồng Đông, thôn An Cố Nam, xã An Tân do ông Phạm Minh Duyên tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất trái quy định của pháp luật và xây dựng công trình thuộc hành lang an toàn giao thông tuyến đường tỉnh DT46. Phạm vi thực hiện cưỡng chế gồm toàn bộ khu nhà xây kiên cố với tổng diện tích 443 m2 và công trình xây dựng trên phần đất nằm trên hành lang an toàn giao thông tuyến đường tỉnh DT461. Buổi cưỡng chế thành công, bảo đảm đúng quy định pháp luật, an toàn tuyệt đối về người phương tiện. Công an tỉnh Thái Bình cho biết, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, bị can đã chiếm đoạt số tiền lớn, gây bức xúc trong nhân dân, xâm phạm đến quyền lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp và ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường đầu tư của tỉnh.